Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Ô tô Hay. Một chiếc Kia Morning sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy 1.0, xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A037 74, sơn xi màu trắng ngọc trinh, rất là chuẩn bài dòng xe hatchback này. Đó, form này thì đã lên form sport. Đấy, form này khá là đẹp. Đấy, từ những cái đời 2009-2010 đến tận bây giờ thì form này vẫn còn khá là đẹp, nhìn vẫn rất là ưa mắt. Xe thì chủ xe đã lên la răng đúc, màn hình Android cam nùi rất đầy đủ, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Động cơ 1.1 thì chỉ mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó vào khoảng đâu đó làm lít rưỡi hỗn hợp thôi các bạn nhé. Dòng xe số sàn còn khá là tiết kiệm, hạn đăng kiểm tháng 2 2024 cơ. Nếu quý vị các bạn nào đang cần một mẫu xe đi lại tránh mưa tránh nắng, hoặc là kết hợp với công việc, ví dụ làm điện hoặc làm điều hòa, mình có thể chờ những cái đồ lặt vặt này, khá là hợp lý. Đó, phần táp ly cánh này rất là đẹp này. Đấy, nội thất ghế da mới. Đấy, khâu chỉ lỗi này rất là đẹp nhé. Đăng ký 5 chỗ ngồi, màn hình cam nùi khóa điện phiên bản số sàn hộp số 5 cấp. Đấy, khóa điện một cặp luôn. Đây, bảng táp lô trung tâm đây. Các cái vết sần nhựa thì khá là ngon nhé. Đó, vô lăng 3 chấu, trần lỉ nguyên bản. Đó, trần rất là đẹp quý vị. Đó, với cái tầm tiền chỉ nhô trăm mà form đẹp, nội thất đẹp, máy móc khá là ok. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đó, với cái tầm này thì cũng khá là hợp lý. Đó. Đấy, là răng đúc, là răng phay quý bạn ạ. Bản này thì trang bị là răng 14 inch trên bản phiên bản số tự động thì trang bị là răng 15 inch nhé. Form sport gọi là form này gọi là lưu mô linh, nó cũng dưa dứa như vậy. Đó, nó có thêm cái phần cản ở phía sau này. Đó, cốp vừa nhỏ gọn xinh xinh, vừa đủ nhu cầu sử dụng. Phần đinh tán máng nước, nói chung là chiếc xe còn thân vỏ khá là cứng cáp. Đấy, trong cái tầm giá này chỉ hơn 100 triệu thôi, màn hình cam nùi đầy đủ. Phần gầm bệ này, đó, gầm bệ chắc chắn nhé, không hề bục mọt gì cả. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên. Quý vị các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình, gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Một chiếc xe bảo vệ sức khỏe gia đình, đi lại chủ động và riêng tư. Ở bình xăng của dòng xe Kia Morning là 35 lít. Vâng, chiếc xe này thì lên sẵn đồ hạn đăng kiểm dài rồi. Quý vị các bạn mua về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Hiện tại thì chiếc Kia Morning sản xuất 2011, form lên form sport phiên bản số sàn máy 1.0 đang có mức giá đề xuất là 135 triệu đồng. 135 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Đó, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Dòng xe Kia Morning cái thời điểm 2010-11-2009 là mưa làm gió ở thị trường Việt Nam. Đi đâu quý vị các bạn cũng nhìn thấy cái Kia Morning, một trong những cái thương hiệu xe khá nổi tiếng ở Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á. Dòng xe này thì tiết kiệm nhiên liệu và khi mà quý vị các bạn hỏng hóc thay thế đồ đạc rất là sẵn và rẻ. Đây là bảng táp lô đồng hồ. Đó. Máy đề lổ ăn ngay. Vô lăng còn khá là đẹp, vô lăng bọc nhựa mềm và khoác thêm cái áo vô lăng nữa. Một chiếc xe khá là cứng cáp. Đấy, màn hình này Android cỡ nhỏ, có sim nhé, có sim 4G, cam nùi led căng, điều hòa cơ. Đó. Điều hòa hai chiều đàng hoàng, sấy gương sấy kính đầy đủ, gió trong gió ngoài. Điều hòa khá là mát.
Đấy, hộp để đồ này. Đấy, để cốc nước này. Phiên bản là số sàn hộp số 5 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ này là khoảng hơn 5 lít hỗn hợp, 5 lít rưỡi đến 6 lít hỗn hợp nhá. Một chiếc xe khá là cứng. Đấy, đợt này thì bên em về rất là nhiều xe cứng cáp và đẹp. Tuy các bạn mà đang có nhu cầu với cái tầm tiền, bên em rất nhiều cái tầm tiền, thì liên hệ ngay với em Khánh để trao đổi thông tin cũng như chốt nhanh nhất để sở hữu một chiếc xe đẹp nhất. Lốp lắp khá là dày, sau này hạn đăng kiểm 2024. Đó. Đấy, đèn đóm khá là đẹp nhé. Form này rất là ưa. Vâng ạ, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Morning sản xuất 2011. Phiên bản số sàn máy 1.10 nhưng mà trang bị 4 máy các bạn ạ. 4 quả buji rồi nhé. Đó. Máy móc khô ráo sạch sẽ này. Ở đây thì cái cò nó cũng hơi gõ một chút thế thôi, nhưng cũng không có vấn đề gì cả, vẫn chạy bình thường. Phần ốc ếch này, vuông đét không đâm xô gì nhé. Nếu quý vị các bạn lăn tăn về cái cò nó gõ một chút thì em sẽ bớt cho quý vị các bạn 5 triệu về các bạn chỉnh lại. Khi các bạn chỉnh lại là ok luôn, chạy ngon luôn. Vâng, một chiếc Kia Morning 2011 phiên bản số sàn máy 1.0 mang biển kiểm soát 15A03774. Hiện tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là 135 triệu đồng. 135 triệu đồng bên em sẽ lọc lá đầu xuân cho quý vị 5 triệu, còn 130 triệu đồng bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Vâng, quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.